Lịch sử ra đời của kỹ thuật in ấn từ Trung Quốc. Hãy tưởng tượng xem, nếu chúng ta muốn tạo ra một hay nhiều bản sao của một văn bản bằng cách ghép tay, sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian. Đây là lý do tại sao ngành in ấn ra đời. Kỹ thuật này bắt nguồn từ con dấu và bia khắc của Trung Quốc, xuất hiện sớm nhất vào thời Xuân Thu Chiến Quốc. Khoảng thời nhà Tùy, kỹ thuật in khắc bản xuất hiện với mục đích ban đầu là tạo ra bản sao của các bức tranh và kinh điển Phật giáo. Người ta khắc những trang sách lên tấm gỗ như con dấu, sau đó quét mực rồi ép tấm gỗ lên mặt giấy. Bản in cổ nhất làm theo cách này được lưu lại đến ngày nay là cuốn Kinh Kim Cương vào thời Hoàng đế Đường Ý Tông năm 868. Đến đời nhà Tống, một thương dân tên Tất Thăng đã phát minh ra kỹ thuật in chữ rời bằng đất sét lung, giúp gia tăng tốc độ in ấn. Kỹ thuật này đã đưa nghề in được lên một tầm cao mới, nhưng vẫn tồn tại một số nhược điểm như khuôn chữ dễ mòn hay in không được sắc nét. Kỹ thuật in của Trung Quốc dần được cải tiến theo thời gian. Các khuôn chữ bằng đất sét lung dần được thay bằng chữ gỗ vào đầu thế kỷ 14, bằng thiết vào thời Nguyên và bằng đồng chì vào thời nhà Minh.